Hoa gì đây? Hoa gì đây? Hoa đào. Đúng, quả gì nhỉ? Quả kiwi. Đúng, hoa gì đây? Hoa tiên. Đúng. Hoa gì? Hoa mông tươi. Đúng. Tiếp. Mẹ. Đúng. Hoa gì? Cỏ cỏ. Đúng rồi. Hoa gì? Hoa nước. Đúng luôn. Hoa đầu tiên. Đúng luôn. Quả gì? Quả đầu tiên. Không biết. Quả bí. Quả bí ngô. Đúng rồi, quả bí ngô. Con gì đây? Bí ngô. Con gì nhỉ? Con mèo. To lên chứ. Ôi con gì đây? Con mèo. Đúng rồi. Ôi con gì nhỉ? Con nện. Đúng. Ôi con gì đây? Con đuôn đuôn. Đúng rồi. Ôi con gì nhỉ? Tôi ăn mệt. Đúng rồi. Con gì? Tôi đào đào. Đúng rồi. Con gì nhỉ? Tôi bỏ cua. Bỏ cạp. Bỏ cạp. Con gì đây? Con đuôi. Đúng luôn. Con gì nhỉ? Con bồ cư. Đúng rồi. Con gì đây? Con gì đây? Con chén. Đúng. Con gì? Con chuồn chiếu. Đúng rồi. Con gì? Con bò ung. Đúng. Con gì? Con chế. Đúng rồi. Con gì đây? Con chén đắng. Ui trời. Ui con gì sợ thế nhỉ? Con chế. Đúng rồi. Ui con này mới sợ này. Con muối. Đúng rồi. Con gì đây? Con nhặng. 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 Con gì? Đúng rồi. Con gì? Con đang. Đúng rồi. Con gì đây? Con gì đây nhỉ? Con đá. Đúng rồi.